Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cài đặt một ArrayList. Đầu tiên, chúng ta sẽ có một class tên là MyArrayList hoặc là MyList. Trong class này, chúng ta sẽ có thuộc tính size để quy định số lượng phần tử trong mạng đối tượng, trong mạng các đối tượng. Ở đây, chúng ta sẽ có một cái hằng số là default capacity. Mục đích là khi khởi tạo ArrayList thì mình sẽ cho nó giá trị mặc định, size mặc định của nó là 10. Một mạng chứa các đối tượng mà mình muốn lưu trữ, một phương thức khởi tạo không tham số, một phương thức khởi tạo có tham số là kích thước mà mình mong muốn khởi tạo ra, không sử dụng kích thước mặc định, một phương thức add tại vị trí index, một phương thức remove tại vị trí index, một phương thức size trả về số lượng đối tượng ở trong ArrayList, một phương thức clone dùng để sao chép ArrayList, một phương thức content dùng để kiểm tra một đối tượng có tồn tại ở trong ArrayList hay không, một phương thức index of dùng để trả về vị trí của đối tượng, một phương thức add dùng để thêm đối tượng vào ở cuối ArrayList, một phương thức ensure capacity dùng để dạng kích thước của ArrayList, tăng kích thước của ArrayList, một phương thức get dùng để lấy về đối tượng tại vị trí index, một phương thức clear dùng để xóa ArrayList. Đầu tiên mình sẽ tạo một class MyArrayList. Trong class MyArrayList mình sẽ có thuộc tính size quy định số lượng phần tử ở trong MyArrayList. Chúng ta sẽ có một hằng số default capacity bằng 10 dùng để làm sức chứa mặc định của ArrayList khi khởi tạo, một mạng đối tượng element chứa các phần tử trong MyArrayList. Ở phương thức khởi tạo không tham số, chúng ta sẽ khởi tạo mạng đối tượng này với kích thước là kích thước mặc định bằng 10 như đã quy định ở trên. Bây giờ mình sẽ test phương thức khởi tạo không tham số này. Chúng ta tạo ra một class test MyArrayList. Ở trong này mình sẽ khai báo một class person với các thuộc tính là name, age và phương thức khởi tạo đầy đủ tham số. Mình sẽ override lại phương thức toString như thế này. Ở trong phương thức main mình sẽ tạo MyArrayList kiểu dữ liệu, đó là kiểu person. Và mình bấm để thử. Ở đây mình đã in ra dòng thông báo thành công, đó là khởi tạo một ArrayList có kích thước là 10. Tiếp theo mình sẽ viết một phương thức khởi tạo có tham số là kích thước truyền vào, thì mình sẽ kiểm tra xem kích thước truyền vào này có lớn hơn không. Nếu như lớn hơn không thì mình sẽ khởi tạo mạng đối tượng với kích thước truyền vào, đồng thời thông báo là khởi tạo thành công có kích thước là tham số truyền vào. Nếu kích thước truyền vào là nhỏ hơn không thì mình sẽ in ra thông báo là lỗi tham số truyền vào. Bây giờ mình sẽ test phương thức này. Ở đây mình sẽ truyền vào là kích thước 4 và mình sẽ chạy thử. Ở đây mình thông báo khởi tạo thành công với kích thước là 4. Trường hợp mình truyền vào là số âm. Thì đây có một dòng thông báo là lỗi tham số truyền vào. Thì đây mình chỉ mới là đưa ra exception, nhưng mà mình chưa có get, và yêu cầu các bạn khi làm bài tập này thì phải get bắt lỗi để xử lý lỗi này. Tiếp theo chúng ta sẽ có viết phương thức ensure capacity, mục đích là tăng kích thước của ArrayList. Chúng ta sẽ kiểm tra xem kích thước muốn tăng có lớn hơn bằng không hay không. Nếu như lớn hơn bằng không thì chúng ta tạo một cái biến là new size. Biến new size này sẽ là tổng kích thước của kích thước truyền vào và kích thước của mạng hiện tại. Sau đó chúng ta sẽ dùng hàm array copy of đưa tất cả các phần tử vào một cái mạng mới với kích thước mới. Sau đó in ra thông báo đó là khởi tạo thành công với kích thước là kích thước mới. Bây giờ mình sẽ thử cái hàm này. Đầu tiên mình sẽ khởi tạo kích thước là 3 và sau đó mình sẽ tăng kích thước lên 4 đơn vị, thì lúc này kích thước của mình sẽ thành 7 đơn vị. Tiếp theo chúng ta sẽ viết những phương thức đơn giản. Thứ nhất là phương thức get size, mục đích là trả về số lượng phần tử tại thời điểm hiện tại.
Phương thức thứ hai là phương thức lend, mục đích là trả về độ dài của relic. Phương thức thứ ba là phương thức get tại vị trí index, thì lúc này chúng ta chỉ cần return phần tử tại vị trí index của mạng đối tượng. Sau đó chúng ta sẽ viết phương thức add đây là phương thức add phần tử vào cuối ArrayList. Thì lúc này chúng ta kiểm tra xem số lượng phần tử tại thời điểm hiện tại có bằng với kích thước của mạng hay không. Nếu như hai thành phần này bằng nhau thì chúng ta sẽ tăng kích thước của mạng lên, kích thước của ArrayList lên. Ở đây mình để là tăng một đơn vị. Sau khi tăng một đơn vị thì chúng ta sẽ có phần tử tại vị trí thứ size sẽ bằng phần tử mà mình muốn thêm vào. Sau đó mình sẽ tăng size lên một đơn vị. Bây giờ mình sẽ test thử phương thức add và một số phương thức get size và length như lúc nãy mình đã giới thiệu. Đầu tiên mình sẽ test phương thức add bằng new student person. Và chúng ta sẽ có một cái vòng for để duyệt qua ArrayList và kiểm tra các phần tử. Đây, như vậy chúng ta đã chèn thêm các phần tử là bạn Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B và bạn Nguyễn Văn C. Và mỗi phần tử khi chèn và chèn vào thì nó sẽ chèn vào cuối ArrayList. Tiếp theo, chúng ta sẽ viết phương thức chèn vào tại vị trí index bất kỳ mà mình mong muốn. Lúc này mình sẽ kiểm tra vị trí index mà mình muốn chèn vào nó có vượt quá kích thước của mạng hay không. Nếu như vượt quá mình sẽ in ra là lỗi index. Nếu như không vượt quá thì mình sẽ kiểm tra tiếp, đó là kích thước hiện tại của ArrayList nó có bằng index hay không. Nếu như nó bằng index cộng 1, tại vì ở đây mình sẽ tính index bằng 0. Nếu như nó bằng index cộng 1 thì mình sẽ tăng kích thước lên một đơn vị. Tiếp theo, mình sẽ kiểm tra element tại vị trí index nó có null hay không. Nếu như nó null thì mình không cần dịch chuyển các phần tử mà mình chỉ việc gán giá trị A vào vị trí index và tăng kích thước lên một đơn vị. Nếu nó không null thì lúc này mình sẽ kiểm tra xem cái size hiện tại và element tại phần tử len bằng nhau hay không. Nếu bằng nhau mình sẽ tăng kích thước lên một đơn vị. Sau đó mình sẽ dùng system.array copy, mục đích là mình sẽ copy tất cả các phần tử của element tại vị trí index sang element tại vị trí index cộng 1 với chiều dài đó là size trừ index, tức là mình sẽ chuyển dịch tất cả các phần tử từ index trừ 1 sang index. Và để trống cái ô index, mục đích là mình sẽ gắn giá trị của A vào vị trí index và tăng size lên một đơn vị. Bây giờ mình sẽ test phương thức này. Ở đây mình sẽ truyền tiếp một bàn Nguyễn Văn D tại vị trí index là 1 và mình chạy thử. Đây, chúng ta sẽ có bàn Nguyễn Văn D với vị trí index là 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ viết hàm remove tại vị trí index, tức là mình sẽ xóa một phần tử tại vị trí index. Cũng giống như hàm add ở phía trên, mình sẽ kiểm tra index có lớn, có nhỏ hơn không hay không và index có vượt quá cái len hay không. Nếu index không phù hợp thì mình sẽ in ra là lỗi index. Sau đó, mình sẽ khai báo một phần tử element sẽ bằng element tại vị trí index. Mình sẽ duyệt qua index và kiểm tra dịch chuyển các phần tử tại vị trí y cộng 1 sang vị trí y. Tại vị trí element size trừ 1, mình sẽ gán cho nó là null và mình sẽ trả lại cái element mà mình đã xóa. Đây, mình sẽ test thử phương thức remove. Mình sẽ remove một bảng
tại vị trí số 2. Tức là 0, 1, 2 thì bạn Nguyễn Văn B sẽ bị xóa. Đây, bạn Nguyễn Văn B đã bị xóa. Nhưng mà ở đây có một trường hợp đó là null. Thì mình kiểm tra lại cái này. Sau khi xóa xong, nhưng mà mình chưa có giảm kích thước của size. Đây, mình sẽ cho size trừ trừ để giảm kích thước. Và mình sẽ test lại. Đây, là mình đã xóa thành công bạn Nguyễn Văn B tại vị trí số 2. Tiếp tục, mình sẽ viết phương thức clone, mục đích là tạo ra một bản sao. Thì lúc này mình sẽ tạo ra một cái my array list bằng phương thức khởi tạo không tham số. Đồng thời mình sẽ có một mạng element, mình sẽ copy phần tử, tất cả phần tử của element hiện tại và kích thước số lượng phần tử hiện tại sang cái mạng element mới của cái my array list v. Sau đó mình sẽ return v. Mình sẽ test cái phương thức này. Sau khi clone xong thì mình sẽ cho nó chạy vòng for. Thôi mình sẽ test thử. Đây, mình sẽ có những một mạng một cái array list mới là một cái bảng sao của array list my array list. Mình tiếp tục sẽ viết phương thức index of, mục đích là trả về vị trí của một phần tử trong my array list. Trong phương thức này mình sẽ kiểm tra index, khai báo một cái index bằng -1, nếu như mà tìm thấy thì nó sẽ trả về index phù hợp, nếu không tìm thấy thì nó sẽ trả về -1. Mình sẽ duyệt qua một mạng danh sách các phần tử, sau đó kiểm tra xem có phần tử nào là phù hợp không. Nếu mà phù hợp thì mình sẽ return lại index và ngừng vòng lặp. Mình sẽ test phương thức này. Ở đây, index trả về là -1, mặc dù chúng ta vẫn có bảng Nguyễn Văn C. Một vì lý do đó là khi echo đối tượng như thế này, nó sẽ báo sai. Ở đây, mình bắt buộc phải là override phương thức echo. Đây, bây giờ mình đã có thể tìm thấy vị trí của bạn Nguyễn Văn C. Đó là bạn ấy ở vị trí thứ 3 ở trong cái mạng này trước khi mình chạy hàm for. Thì đối với hàm content, mình chỉ cần truyền đối tượng vào và chạy index of để kiểm tra. Nếu như index of mà lớn hơn 0, lớn hơn bằng 0, tức là mình có tìm thấy đối tượng A ở trong cái array list, thì lúc này mình return là true. Phương thức clear thì lúc này mình chỉ cần duyệt tất cả các phần tử ở trong mạng và set tất cả phần tử là null. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.